Xin kính chào toàn thể quý thầy cô thân mến, chào mừng tất cả quý thầy cô đã quay trở lại với kênh YouTube của thầy Long Tiểu Học. Ngày hôm nay em sẽ gửi đến quý thầy cô chúng ta cùng nhau tìm hiểu đáp án 30 câu hỏi trắc nghiệm của module 5 dành cho giáo viên phổ thông, đó là về tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục ở cấp tiểu học. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn như sau. Đối với câu hỏi số 1, mình sẽ lựa chọn phương án A là tôn trọng học sinh. Câu hỏi số 2 thì mình sẽ lựa chọn là tâm lý. Câu hỏi số 3, kỹ năng đầu tiên là lắng nghe, kỹ năng thấu hiểu, kỹ năng phản hồi và kỹ năng hướng dẫn. Câu hỏi số 4, như quý thầy cô đang quan sát trên màn hình thì mình sẽ lựa chọn là bỡ ngỡ với mọi khía cạnh của cuộc sống học đường. Câu hỏi số 5 sẽ là đáp án ABC. Câu hỏi số 6 sẽ là đáp án C, tính không chủ động, tính trực quan và tính xúc cảm. Câu hỏi số 7, mình sẽ lựa chọn phương án C là phong phú, nhạy cảm nhưng chưa biết phục tùng lý trí. Câu hỏi số 8, mình sẽ lựa chọn phương án D, đó là hồn nhiên, trong sáng và chân thật. Câu hỏi số 9 là đặc điểm tâm lý nổi bật của học sinh cuối cấp tiểu học, sẽ lựa chọn là lo lắng về việc chuẩn bị chuyển cấp học. Câu hỏi số 10 sẽ là hoạt động học tập. Câu hỏi số 11, như các thầy cô đang quan sát trên màn hình, là phương án D, lựa chọn chủ đề phù hợp với học sinh. Câu hỏi số 12 có 4 bước. Thứ nhất là xây dựng danh sách, thứ hai lựa chọn chuyên đề, thứ ba thực hiện chuyên đề và thứ tư là đánh giá. Câu hỏi số 13 sẽ là lựa chọn phiếu hỏi tự thiết kế. Câu hỏi số 14 sẽ là lựa chọn chuyên đề về tư vấn tâm lý. Câu hỏi số 15 là tìm hiểu nguồn lực bên ngoài. Câu hỏi số 16 lựa chọn phương án A, B, C. Câu hỏi số 17 là mình sẽ lựa chọn là phối hợp. Câu hỏi số 18 sẽ là đánh giá năng lực của học sinh. Câu hỏi số 19 là phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng khác để cùng tư vấn, hỗ trợ. Câu hỏi số 20 sẽ là nguyên tắc tôn trọng và tin tưởng học sinh. Câu hỏi số 21 như sau. Câu hỏi số 21 là kết luận vấn đề của học sinh. Câu hỏi số 22 là công khai. Câu hỏi số 23 là phương án trực tiếp là họp cha mẹ, học sinh và trao đổi qua thư điện tử. Gián tiếp là video giới thiệu về nhà trường, tờ rơi kế hoạch giá ngoại của trường. Câu hỏi số 24 đó là thiết lập kênh thông tin xã hội đáp ứng nhu cầu của gia đình. Câu hỏi số 25 là kênh thông tin gián tiếp. Câu hỏi số 26 là đánh giá kết quả tự học. Câu hỏi số 27 là hỗ trợ thông qua học liệu phần mềm điện tử. Câu hỏi số 28 là hệ thống quản lý học tập qua mạng. Câu hỏi số 29 là hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn tham vấn chuyên môn của chuyên gia. Câu hỏi số 30 là giáo trình tài liệu tham khảo bản in. Trên đây là em đã hướng dẫn cho quý thầy cô chúng ta cùng nhau thực hiện 30 câu hỏi trắc nghiệm trong chương trình đáp án module 5 của chương trình giáo dục phổ thông. Và quý thầy cô lưu ý là em chỉ đọc các đáp án và các thầy cô hãy quan sát các câu hỏi trên màn hình. Nếu thầy cô nào thấy nhanh quá hãy bấm dừng video lại và xem đáp án. Nếu như quý thầy cô thực hiện đúng các đáp án mà em đã chọn thì quý thầy cô sẽ được 100 trên 100 điểm. Trên đây là em đã giới thiệu đến quý thầy cô chi tiết như vậy. Xin hẹn gặp lại tất cả quý thầy cô ở những video clip tiếp theo. Đừng quên để lại cho em một like cũng như một đăng ký kênh để em có động lực ra những video gửi đến quý thầy cô trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các thầy cô.